OK, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh trù GT. Và hôm nay tôi sẽ giải quyết cho bạn một cái vấn đề mà thông qua video hôm trước tôi có chia sẻ với bạn liên quan về vấn đề giờ vàng. Và đây là cái điều mà tôi muốn các bạn để có thể chủ động tìm hiểu trên Google hay tìm hiểu tên rất là nhiều những cái YouTube khác hay từ nhiều kiến thức khác để các bạn tổng hợp lại. Nhưng tôi thấy một điều rằng là các bạn vẫn thắc mắc về cái vấn đề giờ vàng đó. Thế thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một cách uh, nó chi tiết nhất để cho các bạn thể dễ hiểu hơn khi các bạn xem cái video mà tôi chia sẻ với bạn rằng là một ngày các bạn có thể làm được bao nhiêu video thì các bạn đã hiểu cái vấn đề rằng là chúng ta sẽ phải đưa ra cái phương pháp nội trình như thế nào rồi. Thế thì đặt ra về cái vấn đề giờ vàng khi các bạn có nhiều video và đây tôi đã liệt kê cho bạn như là giờ vàng từ khóa, giờ vàng kênh, giờ vàng đối thủ và giờ vàng chủ đề, chủ đề ngách rồi là giờ vàng theo yêu cầu của khán giả về cái việc rằng là tôi sẽ nói trước về các vấn đề theo yêu cầu khán giả theo yêu cầu khán giả tức là các bạn sẽ chọn vào những cái giờ mà người ta nghỉ trưa đó người ta ngồi chơi và lúc à, đấy là người ta có khoảng thời gian đó là ăn xong và có thể trong thời gian là đang ăn nữa. đấy thì đây này vàng theo nhu cầu khán giả Theo từng cái chủ đề của các bạn Các bạn sẽ lựa chọn Thường thường thì các bạn hay lựa chọn vào những cái khung giờ như là 11 giờ 14 giờ 30 Rồi là 17 giờ 16 giờ Rồi là 19 giờ 19 giờ 30 20 giờ Có rất là nhiều khung giờ như vậy Tùy vào lựa chọn Đấy là theo cái dạng cảm quan của các bạn Nhưng đây tôi sẽ phân tích sâu hơn Trong cái vấn đề là liên quan về từ khóa và kênh các bạn có thể thấy rằng là liên quan đến giờ vàng từ khóa thì các bạn sẽ phải áp dụng đó là cái Google Trend. Google Trend tức là cái gì? Các bạn sẽ vào trong cái mục đó là Google Trend. À, cái điều này là tôi đã chia sẻ cho bạn rất là lâu rồi. Nhưng hôm nay tìm lại cái video đó tôi đã xóa, đây là tôi đã chia sẻ cho các bạn này video hôm nay đúng không? Thế thì khi vào Google Trend tức là Google xu hướng, các bạn sẽ đến cái mục đó là cái mục khám phá. Ở đây nó sẽ là cái mục để cho các bạn có thể tìm kiếm xem là giờ vàng từ khóa là cái gì. Ví dụ bạn tìm kiếm cái từ khóa là từ khóa uh, kiếm tiền chẳng hạn và bạn uh, triển khai bạn tìm bạn thấy rằng lúc đó bạn sẽ nọc vào cái khoảng thời gian đó là 7 ngày qua và bạn chọn danh mục đó là danh mục YouTube thế thì khi đó nó sẽ ra cho bạn một cái đồ thị mà các bạn đang nhìn, trên màn hình đây nó sẽ ra được cái đồ thị này thế thì dựa vào cái giờ vàng từ khóa thì các bạn thấy rằng là đang nó đang trên đỉnh cái khung giờ của nó nó sẽ là khung giờ bao nhiêu Đấy, khung giờ của nó thì khung giờ vào 12 giờ trưa rồi là khung giờ của nó vào 1 um, giờ đó thì bạn thấy rằng ở đây là những cái giờ vàng mà chúng ta đăng video. Thường thường cái giờ vàng ấy là các bạn sẽ phải đăng trước đó. Ví dụ như là nó đăng ở cái khung giờ các bạn đang nhìn trên màn hình đó là khung giờ của 1 giờ chẳng hạn. Các bạn có thể đăng lúc 12 giờ. Các bạn tức là khi các bạn triển khai cái giờ vàng ấy nó đang lên đỉnh thì cái tỷ lệ mà hướng tới người xem và tỷ lệ người xem thu hút tương tác video của bạn thì nó sẽ thúc đẩy lên và nó sẽ khiến video của bạn sẽ được lan truyền và được đề xuất mạnh hơn còn nếu như mà bạn đang ở dưới cái giờ vàng tức là đang ở cửa cái khoảng thời gian mà nó xuống dốc thì cái tỷ lệ người xem người ta xem ít và cái tỷ lệ tương tác nó cũng khá ít thì video của bạn cái độ index nó vừa chậm và cái lượt xem đến thu hút từ cái video của bạn sẽ kém đó là lý do làm sao chúng ta phải chọn giờ nó như vậy và các bạn đôi khi bạn thấy rằng là khi đi cuộc sống các bạn cũng như thế chọn giờ bước ra ngoài cửa chọn giờ lại vào khỏi cửa chọn giờ đẹp giờ xấu đấy đi lên trên mạng cũng như vậy các bạn phải lựa chọn cái giờ vàng nó nó là như vậy và đó là cái cách tìm giờ vàng từ khóa thông qua Google Trend hiển nhiên là không phải ai cũng có thể tìm ra được một cái thị trường sau đó nghiên cứu cái giờ vàng đấy là nhìn một phát như thế này là các bạn thấy được ngay đâu mà các bạn sẽ phải phân tích rất là nhiều từ khóa rồi các bạn sẽ phải nọc ra ở trong những cái chuyên mục nào rồi các bạn sẽ phải nọc ra ở quốc gia như thế nào xong cuối cùng các bạn mới chốt được cái vấn đề đó là cái điều mà nó đi sâu vào trong những kỹ năng, cái thứ đó thì các bạn phải cần tìm hiểu thêm và hoặc là các bạn sẽ phải áp dụng nhiều lần thì các bạn mới có được cái điều đấy. Đó là cái điều mà GMKT muốn chia sẻ thật sự các bạn như vậy. Tiếp theo đó thì liên quan đến giờ vàng của canh đối thủ. Canh đối thủ là cái gì? Tức là khi các bạn triển khai khi các bạn tìm cái giờ vàng của từ khóa là giờ vàng của đối thủ thì các bạn thấy rằng là rất dễ dàng thôi. Các bạn uh, mình sẽ bật cho các bạn cái đáp ẩn danh đi. Đúng không? và mình sẽ vào cái youtube của mình đi ví dụ các bạn coi mình là đối thủ chẳng hạn thế thì khi các bạn tìm một cái đối thủ ở đó các bạn làm bạn thực hiện các bạn sẽ thấy rằng là các bạn có thể tra đây là có ông nào xeo anh duy mkt đây đấy thì khi các bạn vào các bạn thấy rằng là các bạn sẽ nghiên cứu các bạn sẽ đăng ký các bạn sẽ rung chuông cái kênh đó xong cuối cùng rằng là các bạn sẽ theo dõi rằng là cái thời gian người ta đăng video thời gian họ đăng video vào cái giờ nào có thể họ đăng video 8 giờ 20 hay 1 giờ hay 23, 20 giờ đó các bạn ghi lại cái lịch sử của họ vì với lại một cái người mà làm YouTube một cách đó là uh, thực sự thì họ luôn luôn có cái khung giờ cụ thể họ có thể khung giờ 2 4 6 3 5 7 hoặc chủ nhật hoặc một tháng đa một lần nhưng lúc nào họ cũng đúng giờ đúng lịch và họ có lịch trình thì lúc đó các bạn sẽ nốt lại cái giờ vàng đối thủ đó cắt đi cắt đi tí nữa để làm gì thì đoạn cuối bạn sẽ thấy rõ Tiếp theo đó thì đến cái mục đó là liên quan về giờ vàng của kênh Giờ vàng của kênh nó sẽ là giờ vàng cái gì? giờ vàng của kênh tức là khi các bạn vào trong cái mục đó là dựa vào cái thời gian xem thực 48 giờ Các bạn nhìn cái hình ảnh này khá là quen thuộc đúng không? Hình ảnh này tôi đã chia sẻ các bạn cách đây mấy năm rồi Và cái hình ảnh này thì các bạn chỉ nhấn vào trong thời gian xem thực Trong cái mục Analytics, quản trình quản lý kênh các bạn bạn sẽ thấy rằng là những cái mục nào mà nó đang bạn sẽ so sánh giữa ngày hôm kia và ngày hôm qua rồi các bạn có thể so sánh trực tiếp cái ngày này, hôm nay mà khi các bạn thực hiện tức là các bạn sẽ phải so sánh cái tỷ lệ nó dài ra hoặc là các bạn thể so sánh cái tỷ lệ tuần co lại thì cái hiệu quả nhìn cái giờ vàng của bạn nó mới chính xác thường thường thì chỉ cần so sánh đó là hai ngày sát nhau trong 48 giờ là các bạn đã tìm ra được cái giờ vàng bạn thấy rằng ở những cái mốc điểm này là một hai ba bốn đây thì nó sẽ xuất phát cho bạn đó là những cái giờ vàng của kênh Thế thì để giờ vàng của kênh nữa bạn xác định rằng là cái khung giờ nào mà người ta quan tâm. Ví dụ đây là ở điểm 1, điểm 3 thì khung giờ đó là 15 giờ đến 17 giờ. Ở điểm 2, điểm 4 là khung giờ 19 giờ đến 21 giờ 30. Thì trong cái khung giờ đó người ta xem rất là nhiều. Thì các bạn sẽ phải đăng video trong cái khung giờ vàng đấy. Đó, nằm trong khung giờ đấy. Thì bạn sẽ thấy rằng là cái hiệu quả mà tương tác tỷ lệ người xem đến kênh của bạn, video của bạn nó sẽ rất là tuyệt vời và hữu ích. Đó là cái điều mà làm sao mà chúng ta nghiên cứu giờ vàng của nó là như vậy và bên trên này thì tiếp theo nữa là còn một cái giờ vàng đó là giờ vàng của chủ đề và giờ vàng của thị trường ngách tức là chủ đề ngách thì các bạn thấy một điều là cũng tương tự đó là các bạn có thể nghiên cứu trong google trend và kết hợp với lại nghiên cứu trên cái kênh của đối thủ bên cạnh đó thì các bạn sẽ phải tổng hợp tất cả các giờ còn lại của nhiều kênh của nhiều chủ đề vì mỗi kênh ý, họ sẽ có những cái mốc giờ đang khác nhau tuy họ cùng chủ đề nhưng mốc giờ họ đang khác nhau có thể rằng là họ đang hướng tới đối tượng khán giả cũng khác nhau vì đôi khi các bạn làm chủ đề các bạn phải hiểu rằng là có những người thì tỷ lệ xem lượng người xem đến rất là đông rất là nhiều nhưng trong đó đa số là việt nam rồi là có rất là nhiều người tỷ lệ xem nhìn người ta rất ít rất bình thường thôi nhưng người ta toàn là người nước ngoài hai giờ đó nó cũng khác nhau hoàn toàn các bạn nhé cho nên là đôi khi rồi các bạn đi tìm kiếm những cái kênh có kênh thì chỉ có đang có một video có kênh làm 3 video, có kênh làm cả 5 video. Có kênh thì một tháng làm một cái nhưng lại cũng cùng chủ đề các bạn thì các bạn cũng phải nghiên cứu vấn đề đó để rồi chúng ta tính toán cái mốc giờ vàng. Và rồi khi các bạn nọc được ra ví dụ một cái giờ vàng cụ thể một đấy và ví dụ bạn tìm ra từ từ khóa là có 2 giờ chẳng hạn kênh bạn tìm ra được cũng được 2 giờ chẳng hạn được 3 giờ đi Cách đồ đối thủ bạn tìm ra người ta có 1 2 và 3 thị trường ngách thì bạn được tìm rất là nhiều từ 1 cho đến 10 chẳng hạn và tiếp theo cái giờ này thì các bạn tìm được 1 đến 2 thế thì từ từ khung giờ này tức là khi bạn tìm ra được mỗi một trường hợp như thế này để làm gì bạn sẽ so sánh và bạn sẽ chọn lọc bạn sẽ chọn khi những cái giờ nào ở trong đây nó trùng với nhau nhất thì bạn sẽ chọn giờ đó là cái giờ mà bạn tấn công chủ đề của bạn và đó là cái điều mà giúp cho các bạn có thể nhanh uh, bắt kịp và đuổi kịp được những cái chủ đề đó còn thường thường là với những cái bạn nào mà các bạn không nghiên cứu về vấn đề này và các bạn không làm với cái vấn đề liên quan về giờ vàng thì các bạn có thể tự chọn không giờ các bạn và hiển nhiên là làm cái vấn đề đấy thì nó mang tính chất cầu may quá và nó mang tính chất rằng là các bạn phải may mắn để các bạn phải có nội dung này nội dung kia các bạn phải đầu tư thế này đầu tư thế kia các bạn mới phát triển được các bạn có người bia các bạn phát triển được nhưng với là một cái người khi các bạn đi nghiên cứu sâu và các bạn làm về cái vấn đề mà chọn khung giờ vàng thì các bạn phải lựa chọn những cái thứ mà như thế để rồi có một cái giờ vàng hợp lý cho các bạn để các bạn thể thực hiện kiếm tiền và đó là cái điều mà duy mkt muốn chia sẻ Các bạn thông qua video này để cho các bạn thấy được rằng là cái thông tin khi các bạn cần hỏi liên quan đến vấn đề giờ vàng cái điều đó trên google có rất là nhiều rồi nhưng các bạn vẫn thắc mắc vẫn muốn duy mkt chia sẻ với các bạn thì hôm nay video giờ vàng À, để có thể thực hiện khi đi kiếm tiền trên YouTube như thế nào. Mong rằng đã giúp hữu ích cho các bạn. Và rất cảm ơn bạn theo dõi video. Đừng quên nhấn chia sẻ và nhấn rung chuông để nhận lại nhiều video mới nhất trên kênh channel GMT. Và một lần nữa cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Xin tạm biệt tất cả các bạn.